Barcelona cùng Real Madrid sẽ trở lại La Liga trong những trận đấu vào cuối tuần này và chắc chắn cả hai đều đang rất quyết tâm để tiếp tục hành trình hướng tới chủ địch. Trong bối cảnh Girona đang đứng trên cả hai ông lớn của xứ sở bỏ tót, Barca cùng Real chắc chắn sẽ cần phải sớm giải quyết được những vấn đề của mình nếu như không muốn bị tụt lại quá xa. Vậy những vấn đề đó là gì? Cùng tìm hiểu ngay ở El Clasico World ngày hôm nay. Đầu tiên, các Madridista có lẽ đang có phần cảm thấy lạ lẫm khi mà ngôi sao sáng giá bậc nhất đội hình của họ lúc này là tiền vệ Jude Bellingham đã trải qua 5 trận đấu liên tiếp không ghi bàn. Tiền vệ người Anh có thể được xem là nguồn sống quan trọng bậc nhất đối với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha ở giai đoạn đầu mùa này. Nhưng khi đã xuất hiện những vấn đề liên quan tới phong độ, câu hỏi được đặt ra là Los Blancos sẽ phải làm gì khi Bellingham không thể lên tiếng đây? Ở mùa giải hiện tại, chúng ta đã thấy huấn luyện viên Carlo Ancelotti thực hiện những thử nghiệm hết sức thú vị. Ví dụ, ông để Aurélien Tchouaméni thi đấu ở vị trí trung vệ, dù vị trí sở trường của cầu thủ trẻ người Pháp là tiền vệ phòng ngự. Nhưng thú vị nhất vẫn là trường hợp của Jude Bellingham, người đang được huấn luyện viên người Italia sắp xếp đá như một trọng pháo thực sự ở hàng tiền đạo Real Madrid mùa này. Có thể nói Jude Bellingham thực hiện nhiệm vụ trọng pháo này tốt đến mức người ta quên mất anh là một tiền vệ, có nhiệm vụ chính là phân phối bóng và hỗ trợ các tiền đạo ở tuyến trên. Cụ thể, theo thống kê của trang SofaScore, tính đến trước trận đấu gặp Las Palmas diễn ra vào thứ Bảy tuần sau, cầu thủ người Anh đã ghi được tổng cộng 13 bàn thắng ở La Liga, đạt hiệu số bàn thắng kỳ vọng lên tới 7,24 bàn. Đáng nể hơn, trong số 13 bàn thắng mà tiền vệ công người Anh ghi được ở La Liga mùa này, có tới 12 bàn thắng là tới từ khu vực trong vòng cấm. Cũng chính vì quyền mất Jude Bellingham là một tiền vệ công mà người hâm mộ Real Madrid cũng như các trang truyền thông liên quan tới đội bóng này đã tỏ rõ sự lo ngại khi Jude Bellingham không thể ghi bàn ở 5 trận gần đây cho Real Madrid. Đương nhiên, với một tiền vệ công, điều này không đáng lo ngại lắm, bởi ghi bàn không phải là nhiệm vụ chính của Jude Bellingham. Nhưng với một đội bóng đang dựa vào cầu thủ người Anh ở mặt ghi bàn như Real Madrid, việc tìm kiếm ra một cầu thủ có năng suất ghi bàn tốt như Jude Bellingham thực sự rất khó. Rất nhiều lý do đã được nêu ra để trả lời cho câu hỏi vì sao Jude Bellingham lại sa sút về mặt ghi bàn như thế ở mùa này. Phải mãi tới đầu tháng 1 năm nay, tạp chí Goal mới đưa ra câu trả lời. Đó là Jude Bellingham đang gặp phải một chấn thương vai, dù đây không phải một chấn thương quá nặng. Nhưng huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn chỉ đạo đội ngũ y tế của Real Madrid theo dõi kỹ trọng pháo duy nhất của Real Madrid ở thời điểm hiện tại. Vậy Real Madrid có nên quan ngại khi cầu thủ con cưng của họ tịt ngòi ở 5 trận đấu liên tiếp? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Bởi lẽ ở thời điểm hiện tại, Real Madrid đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Vinicius Junior sau chấn thương dây chằng hồi cuối năm ngoái, đặc biệt là sau trận thắng 4-1 trước kình địch Barcelona ở chung kết siêu cúp Tây Ban Nha. Trận đấu mà Vinicius Junior đã lập được cú hat-trick ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu Jude Bellingham tìm lại được cảm giác ghi bàn, bởi Vinicius Junior là một tiền đạo có phong độ khá thất thường, khác với sự ổn định mà Jude Bellingham luôn đem lại cho Real Madrid ở khu vực 1/3 cuối sân. Ở phía Barcelona, người hâm mộ của gã khổng lồ xứ Catalan chắc chắn cũng đang rất sốt ruột khi mà cho tới lúc này thì đội bóng con cưng của họ vẫn chưa thể mang về bất kỳ một tân binh nào. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ cho khả năng cạnh tranh danh hiệu của Xavi cùng các học trò, dù trong những ngày vừa qua thì thêm một đòn bẩy kinh tế đã được kích hoạt dành cho Blaugrana và những vấn đề về tài chính có lẽ đã tạm thời được giải quyết. Trong những năm gần đây, đặc biệt là mùa giải 2020-2021, người hâm mộ Barcelona đã được làm quen với một cụm từ đậm mùi kinh tế học, đó là đòn bẩy kinh tế, một thuật ngữ dùng để chỉ những bản hợp đồng trao đổi nhằm đem lại những lợi ích ngắn hạn hoặc dài hạn về mặt kinh tế cho một đội bóng. Trong những ngày gần đây, cụm từ đó lại một lần nữa trở lại sân Camp Nou. Cụ thể, theo trang Football España, đội chủ sân Camp Nou sẽ bán 49% cổ phần Barça Studio của mình cho Milton Nascar, một quỹ đầu tư tư nhân với mức giá lên tới 180 triệu euro. Cũng theo Football España, ngoài số tiền tới từ thương vụ bán 49% cổ phần Barça Studio cho Milton Nascar, đội chủ sân Camp Nou có thể kiếm được một khoản tiền trong trường hợp họ chào mời Frank Kessié và Ousmane Dembélé thành công ở thị trường chuyển nhượng mùa đông. Sau khi có được một khoản tiền lớn như thế từ thương vụ bán 49% cổ phần Barça Studio cho quỹ đầu tư Milton Nascar, giới truyền thông bóng đá châu Âu bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu Barcelona có nên mua thêm người ở thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay. Sau trận thắng trước Unión Nistat de Salamanca ở cúp nhà vua mùa này, huấn luyện viên Xavi của Blaugrana đã chia sẻ như sau về tình hình của câu lạc bộ. Có lúc chúng tôi thi đấu tốt, có lúc chúng tôi thi đấu tệ. Điều này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Đó là lý do vì sao tôi gọi đây là một tập thể non trẻ. Có thể nói đây chính là tín hiệu của huấn luyện viên người Tây Ban Nha dành cho Barca. Hoặc là mua thêm người, hoặc đội bóng sẽ tiếp tục thi đấu thất thường như ở thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, khi xét đến tình hình tài chính của Barcelona ở thời điểm hiện tại, cùng với đó là việc rất hiếm khi các bản hợp đồng mùa đông thành công ở đấu trường châu Âu, sẽ khó có việc bà lãnh đạo Barcelona bạo trì ở thị trường chuyển nhượng vốn được xem là phiên chợ phụ của bóng đá châu Âu. Nếu muốn bạo trì ở thị trường chuyển nhượng, có lẽ huấn luyện viên người Tây Ban Nha nên đợi tới phiên chợ hè, một phiên chợ mà ông sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn phiên chợ mùa đông của mùa giải hiện tại. Trong trường hợp ban lãnh đạo Barcelona sẵn sàng bật đèn xanh cho Xavi mua người ở thị trường chuyển nhượng mùa đông mùa này, rất có thể huấn luyện viên người Tây Ban Nha sẽ nhắm đến Giovanni Lo Celso, một cầu thủ mà Xavi đã luôn ngưỡng mộ, một cầu thủ có được khả năng sáng tạo cùng kỹ năng chơi bóng đậm chất Barca. Thêm vào đó, anh còn có được sự chắc chắn mà Gavi đem lại cho đội chủ sân Camp Nou ở thời điểm hiện tại. Có thể nói đây sẽ là bản hợp đồng tuyệt vời cho Xavi ở thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay nếu ông được phép chi tiền ở thị trường chuyển nhượng mùa đông. Khi những vấn đề liên quan tới phong độ trụ cột vẫn còn đang tồn đọng, thiếu luyện viên Carlo Ancelotti chắc chắn sẽ phải sớm tìm ra cách giải quyết vấn đề về thể lực để hướng tới trận đấu với Almeria. Khoảng cách giữa Los Blancos với đội đầu bảng Girona lúc này là không nhiều, nhưng việc có được một sự chuẩn bị tốt mới có thể giúp cho Real có được kết quả tốt, bởi rõ ràng họ vừa phải trải qua một chuỗi ngày thi đấu cực kỳ mệt mỏi và đầy áp lực. Chỉ có được tỷ lệ giành chiến thắng là 14% nếu so với Real Madrid. Có thể nói, Las Palmas là đội bóng cửa dưới hoàn toàn so với Real Madrid ở cặp đấu diễn ra vào cuối tuần sau. Tuy nhiên, khi xét đến những trở ngại mà Real Madrid đang gặp phải, đội bóng tới từ xứ đảo Canary vẫn có thể tìm được chút điểm tựa trước cuộc đối đầu với các vị khách hùng mạnh đến từ thủ đô Madrid. Đầu tiên, Real Madrid vừa trải qua một chặng Tourmalet đầy mệt mỏi ở các giải đấu cúp. Và tất nhiên họ phải thi đấu ở Ả Rập Saudi dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, cùng với đó là một quãng đường di chuyển lên tới 4.966 km, tức là 6 tiếng 30 phút bay. Thêm vào đó, đội chủ sân Santiago Bernabeu vừa gặp phải trận thua 4-2 trước đại kình địch cùng thành phố Atlético Madrid ở Cúp Nhà Vua, một trận đấu nằm trong chuỗi 3 trận đấu hành xác của Real Madrid với người hàng xóm Los Rojiblancos ở mùa giải hiện tại. Cũng chính vì chuỗi trận hành xác này mà sức khỏe của cầu thủ Real Madrid bị ảnh hưởng rất nhiều. Có thể thấy rõ điều đó qua những lời than phiền của huấn luyện viên Carlo Ancelotti sau trận thua 4-2 trước Atlético Madrid ở Cúp Nhà Vua. Cụ thể, huấn luyện viên người Italia đã chia sẻ như sau. Atlético Madrid có được một tuần để chuẩn bị cho trận đấu. Rõ ràng chúng tôi là đội gặp nhiều bất lợi hơn trước khi trận đấu này diễn ra. Bên cạnh những lo lắng về sức khỏe, Real Madrid còn gặp phải những ca chấn thương ở những vị trí cực kỳ quan trọng trong đội hình. Cụ thể, Real Madrid ở thời điểm hiện tại sẽ không có được sự phục vụ của Eder Militao, người sẽ phải ngồi ngoài tới tận đầu tháng 3 hoặc tháng 4 năm nay vì chấn thương ở đầu gối. Tuy nhiên, mất mát lớn nhất của Real Madrid đó là vị trí thủ môn. Cụ thể, Los Blancos sẽ không có được sự phục vụ của Thibaut Courtois cho đến tận đầu mùa sau. Dù André Lunin đang thể hiện tốt trong khung gỗ Real Madrid ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là ở hai trận đấu siêu cúp Tây Ban Nha vừa qua. Nhưng người hâm mộ Real Madrid chắc chắn sẽ muốn một Thibaut Courtois thi đấu ổn định và chắc chắn trong khung gỗ ở thời điểm hiện tại. Có thể thấy Real Madrid thời điểm hiện tại đang gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực phòng ngự. Tuy nhiên, ở trong những trận đấu vừa qua, Los Blancos vẫn cho thấy rõ ràng bản lĩnh ông lớn của mình, đặc biệt trước đại kình địch Barcelona. Vì vậy, người hâm mộ Real Madrid hoàn toàn có thể yên tâm rằng trong chuyến làm khách tới đây trên đảo Canary, đội bóng mà họ yêu mến sẽ dễ dàng giành được chiến thắng trước đội chủ nhà Las Palmas, đội bóng đang không có được chuỗi thành tích tốt ở giai đoạn hiện tại của mùa giải. Đối với Barcelona, huấn luyện viên Xavi chắc chắn đang phải đối mặt với rất nhiều những áp lực từ người hâm mộ cũng như truyền thông khi mà đội chủ sân Camp Nou đang chưa trình diễn được một lối chơi thực sự thuyết phục. Việc phải đối mặt với một Real Betis đang rất nỗ lực chen chân vào top 6 lúc này có thể không phải là đối thủ hoàn hảo dành cho Barca, nhưng trận thắng ở Cúp Nhà Vua vừa rồi hy vọng sẽ trở thành nguồn doping tinh thần để giúp cho Barcelona tiếp tục vững bước ở giai đoạn tới. Sau trận thắng Unionistas de Salamanca vòng 32 Cúp Nhà Vua, nhuệ khí của Barcelona đang dần lên cao. Thậm chí huấn luyện viên Xavi còn khẳng định rằng ông vẫn đang có được sự ủng hộ của phòng thay đồ dù để thua 4-1 ở trận siêu kinh điển diễn ra hồi đầu tuần này. Dù tự tin về chỗ đứng của mình trong phòng thay đồ, nhưng thực tế cho thấy huấn luyện viên người Tây Ban Nha đang gặp phải khá nhiều sức ép, nhất là khi ở thời điểm hiện tại, Barcelona của ông đang cách đội đầu bảng Girona tới 8 điểm trên bảng xếp hạng La Liga mùa này. Vì vậy, trận đấu gặp Real Betis có thể được xem là một trận đấu cực kỳ quan trọng với tham vọng bám sát nhóm dẫn đầu của bảng xếp hạng. Bên cạnh những đối thủ như Girona và Atlantic, Barcelona còn phải cạnh tranh với kình địch Real Madrid, đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga với 48 điểm và thi đấu ít hơn một trận so với Blaugrana. Có thể thấy huấn luyện viên người Italia đang có rất nhiều lợi thế so với kình địch Xavi ở mùa này. Tuy nhiên, mùa giải mới chỉ đi qua được 20 trận,
tức vẫn còn 18 trận nữa để Xavi cùng các học trò cố gắng. Trước cuộc đối đầu với Real Betis, Charles Portman đã đưa ra một thống kê có thể được xem là có lợi cho Barca. Cụ thể, Blaugrana đã giành được chiến thắng ở 4 trận gặp Real Betis gần nhất, trong đó có trận thắng 5-0 hồi đầu mùa giải, cùng với đó là một trận thắng 2-1 ở La Liga mùa trước. Tuy nhiên, cũng theo Sportmon, Xavi cùng các học trò sẽ phải hết sức cẩn trọng bởi đoàn quân huấn luyện viên Pellegrini đang có được mạch bất bại trên sân nhà mùa này với 6 trận thắng và 4 trận hòa sau 10 trận. Tuy nhiên, Barcelona vẫn có một điểm tựa, đó là thành tích bất bại khi thi đấu xa nhà mùa này, đặc biệt ở giai đoạn đầu năm nay. Một tin vui khác cho huấn luyện viên Xavi trước khi trận đấu gặp Real Betis diễn ra, đó là Lamine Yamal và Ronald Araujo đều sẽ trở lại đội hình sau án treo giò mà cả hai phải nhận ở trận gặp Copa del Rey gặp Union Stars hồi giữa tuần này. Tuy nhiên, Marc-André Ter Stegen cùng với đó là João Cancelo, Marco Alonso, Inigo Martinez, Gavi và Rafinha sẽ phải tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương. Trong khi đó, Ilkay Gundogan, Robert Lewandowski và Pedri sẽ trở lại đội hình xuất phát với Lamine Yamal thi đấu ở vị trí cánh phải. Hai cái tên khác cũng sẽ chắc suất đá chính ở trận đấu gặp Real Betis, đó là Ferran Torres, người đã điền tên mình lên bảng tỷ số ở trận đấu với Copa del Rey gặp Universidad de Salamanca. Tiếp đó là Andreas Christensen, cầu thủ phải rời sân ở trận gặp Unionistad vì một pha va chạm. Đó chính là những cập nhật đáng chú ý nhất về Barcelona cùng Real Madrid ngay trước thềm vòng đấu thứ 21 của La Liga. 3 điểm sẽ là mục tiêu mà cả hai hướng tới để tạo áp lực lên đội đầu bảng Girona. Nhưng những cạm bẫy vẫn còn đó và chắc chắn sẽ không dễ để cả hai đạt được mục tiêu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi El Clasico World ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.